Chào mừng các bạn đến với kênh Cửu Thiên Vũ Đế Review. Các bạn thấy hay thì like, share like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Trước khi vào review mình có lưu ý, chuyện vạn cổ trí tôn do kênh review là chuyện chữ, các hình ảnh được lấy từ tập cũ hoặc chuyện khác và đi trước chuyện gốc. Do đó, hình ảnh sẽ khác so với chuyện gốc nhé. Lý Vân Tiêu lăng không mà đứng, lạnh lùng nhìn hắn một cái, khinh thường cười nói. Đã tranh thức ăn với chim, vậy mà còn lại kéo tất cả thế lực của thiên vũ giới vào ha ha đừng làm cho ta bật cười xin hỏi vị đại nhân này môn phái nào vũ hoàng áo tím hừ lạnh một tiếng ngạo nghĩ nói thiên hương đế quốc chiến lang thần miếu tương đương với quý quốc đoạn tình tông cùng thiên châu môn ta có hảo tâm khuyên bảo tốt biết rõ lý vân tiêu phất tay chen ngang lời của hắn nhìn phía dưới lãnh đạm nói đệ tử thiên hương đế quốc chiến lang thần miếu tất cả giao một ngàn vạn trung phẩm nguyên thạch đi vào trong còn có người nói nhảm nguyên thạch giao gấp đôi chi tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh đặc biệt là những đệ tử chiến lang thần miếu sắc mặt xanh sao ngây ngốc tại chỗ vũ hoàng áo tím cũng ngạc nhiên sững sờ một chút hắn không thể tin được mấy phút đồng hồ sau mới kịp phản ứng giận dữ hết tiểu tử muốn chết đây không chỉ khiêu khích tôn nghiêm của chiến lang thần miếu càng khiêu khích tôn nghiêm của hắn Bao nhiêu năm rồi, tại thiên hương đế quốc hoành hành không sợ, mặc dù là người hoàng thất gặp hắn cũng phải tôn kính, cúi đầu xuống. Một tiểu thành chủ tại hỏa ô đế quốc lại dám ở trước mặt nhiều người tát vào mặt của hắn, dẫn dữ đánh ra một đạo hàn quang. Hừ, quả nhiên là già mà hồ đồ, động thủ trên địa bàn của ta, cậy già lên mặt. Lý Vân Tiêu thò tay lăng không một chảo, lập tức dưới ánh mặt trời ngưng tụ vạn đạo kim quang, hóa thành một thanh đại kiếm phá không chém tới. Tên Vũ Hoàng áo tím bị hàn quang bắn vào người, đang nhận phải cửu cung vô trần trận trở ngại, càng ngày càng yếu. Làm sao là địch thủ của Thanh Đại kiếm chém tới chứ, va chạm một cái rồi biến mất, giống như trăm sông đổ vào biển cả, không còn chút gợn sóng nào cả. Kiếm thế kim quang không giảm, tiếp tục chém xuống. Oanh. Tên cường giả Vũ Hoàng áo tím vận chuyển chân khí bị trở ngại, tránh né không kịp, trực tiếp bị kiếm quang chém trúng. Thân thể lập tức nổ tung một đoàn huyết hoa, thân sắc tái nhợt, hắn lui mấy bước trên không trung, thân thể lung lay sắp đổ. chi dưới mặt trời chiếu rọi, tất cả mọi người không cảm thụ được chút nhiệt độ nào cả, tất cả đều bị hàn ý bao phủ thân thể, toàn thân lạnh buốt. vung tay kích thương vũ hoàng, tuy chỉ bằng vào uy lực của trận pháp, nhưng trùng kích thị giá quá mức cường đại. huống chi người này là cường giả vũ hoàng, lại là trưởng lão chiến lang thần miếu. một gã võ giả khiếp sợ sơ sơ mồ hôi lạnh trên mặt, sợ hãi nói ra: trời ạ! À, tiểu tử này đã điên rồi. Ta đoán chừng Chiến Lang thần miếu rất nhanh sẽ dốc toàn bộ lực lượng triệt để san bằng thành Viêm Vũ. Các loại xì si xào bàn tán nhau nhau vang lên, cao thủ ba đại phái lăng không trên cao, trợn mắt há hốc mồm nhìn qua. Thế cục hoàn toàn mất khống chế, cả trang diện đều bị bọn họ chế ước, đây là chuyện nằm mơ cũng không nghĩ tới. Bên trong Nam vực, không nói đến có năng lực này hay không, cho dù có thực lực thì có ai dám chọc vào phiền toái lớn bằng trời này? đối nghịch với tất cả thế lực nam vực. Đây không phải là tên điên tìm đường chết sao. Nhưng chuyện hoang đường như thế lại bày ra trước mặt bọn họ, không thể không tin. Nhưng Lý Vân Tiêu bộ dáng nước chảy mây trôi, căn bản không đặt chuyện này trong lòng. Hắn là ai? Hắn là cửu thiên vũ đế cổ phi dương. Cho dù tứ hải vương tộc, yêu tộc lĩnh vực, thánh vực thần đô, hắn đã cãi nhau trở mặt rồi, còn phải sợ ai? Mà ở kiếp này, hắn hung hăng càn quấy còn đặc sắc hơn cả cổ phi dương trong hàng vạn tên đệ tử vài tên nhân viên chu ra tay cầm tinh thạch danh ngạch tâm thần cực độ bất định bất an thời điểm này bọn họ cảm thấy gia tộc ăn thiệt thòi cũng không oan ngược lại cảm thấy vạn phần may mắn đụng phải loại kẻ điên không muốn sống này không chọc vào là may mắn nghĩ tới huỳnh dương gia bị tiêu diệt không một chút tiếng động hiện tại tác phẩm băng điêu còn bày trong hoàng thành đây là giáo huấn máu chảy đầm đìa a à. đây là tên điên ngàn vạn không thể chọc hắn lúc này một gã nam tử trên áo thiêu ấn ký đồng tiền đi lên bậc thang ném nguyên thạch cho lý vân tiêu lý vân tiêu tiếp nhận nguyên thạch đôi mắt nhìn quét qua ấn ký đồng tiền trên người của hắn đồng tử hơi co rúm lại lúc này mới cười tủm tỉm nói có thể đi lên nam tử kia mỉm cười phát ra tiếng hừ lạnh nhỏ bé hắn là người đầu tiên đi vào thông đạo rốt cục có người đi vào trong nội tâm tất cả mọi người đều có ý niệm này trong đầu những kẻ có tiền nhao nhao cầm tiền đi lên, rất nhanh đã có hơn 3.000 người đi vào. Dù sao những đệ tử thế lực lớn không tham gia đấu giá, trên người vẫn rất giàu có. Nhưng mà nhiều đệ tử sắc mặt tái nhợt, bọn họ làm gì có thể lấy ra 500 vạn trung phẩm nguyên thạch. Ngươi đứng lại. Lý Vân Tiêu chỉ vào Thủy Lạc Yên đang muốn đi qua, nói. Ngươi đưa thêm 200 vạn khối nữa. Sắc mặt Thủy Lạc Yên đại biến, tức giận nói. Vì cái gì ta phải giao nhiều như thế? ha ha không có vì cái gì muốn ngươi ra nhiều hơn kẻ khác một chút lý vân tiêu phẩy hai tay vẻ mặt bất đắc dĩ nói đây là thông đạo tư nhân của ta muốn nhận bao nhiêu thu bao nhiêu ngươi không nên không phục lời nói đến đánh ta đi ngươi khi người quá đáng sắc mặt thủy lạc yên âm hàn tức giận nói đừng tưởng rằng khống chế đại trận thì thiên hạ vô địch hôm nay làm ngươi chết đi cũng cho tiện nhân đinh linh nhi kia một cái giáo huấn nàng giơ tay lên một hạt châu bé nhọn kêu vang phá không lao tới hạt châu kia màu lam nhạt xoay tròn trên không trung bộ dáng xinh đẹp đáng yêu đồng tử lý vân tiêu co rụt lại lộ ra vẻ khiếp sợ thân thể lui ra phía sau giơ một tay lên ngưng tụ trường kiếm kim quang vạn trượng chém thẳng tới oanh trường kiếm màu vàng chém thẳng vào hạt châu kia thủy nguyên lực lập tức bành trướng vậy mà càng lúc càng lớn trực tiếp thôn phệ kiếm quang của lý vân tiêu vào trong cả đám nước kia ngưng tụ thành nắm đấm trên không trung, nhanh chóng đánh thẳng vào Lý Vân Tiêu. Mẹ kiếp, quả nhiên là võ ý kết đan. Lý Vân Tiêu kinh hãi, không thể ngờ Thủy Lạc Yên vừa ra tay đã sắc bén như thế, thứ chân quý như vậy nói ném là ném. Hắn tiếp tục bay lên không trung, một đạo hào quang màu vàng bị hắn kéo đi, giống như bức màn che chắn trước mặt hắn. Ẩm ẩm. Nắm đấm thủy nguyên tố to lớn kia không cách nào đánh tan phòng ngự của Thái Hư Thiên Đô bảo trận, chấn động Lý Vân Tiêu từ khâu trung rơi xuống, nhanh chóng lui ra xa xa. Ánh mắt Thủy Lạc Yên mang theo một tia kinh ngạc, nhưng nhiều hơn chính là đắc ý phi phàm, đi nhanh vào bậc thang, tiến vào trong tu di sơn. Lý Vân Tiêu bị nắm đấm này áp đảo tới biên giới thành viêm vũ, bởi vì thái hư thiên đô bảo trận bị hắn mở ra song hướng, cho nên không cách nào đột phá ra ngoài, thân thể bị áp chế gắt gao, hoàn toàn dừng lại. Hắn cắn răng một cái, khoa đầu văn màu vàng xoay tròn nhanh chóng, nó như hồ điệp bay múa tiến vào quyền ảnh kia, nắm đấm thủy nguyên lực kia tỏa ra từng đạo kim mang, hào quang lập lòe. Nắm đấm dường như bị lực lượng nào đó kiềm chế, Lý Vân Tiêu hai tay đột nhiên bạo phát, vận chuyển trí cường bá thể tới cực hạn, đẩy ra một khe hở nhỏ, vèo một cái thừa cơ lao đi. Quyền uy đung đưa bốn phía, hắn bước vào hư không vài bước, mỗi một bước đều có mấy đạo hư ảnh, lúc này mới thoát ra khỏi uy áp của nắm đấm kia, không ngừng quay đầu nhìn lại, trong mắt kinh hãi liên tục. Uy lực của một quyền này đạt tới vũ tôn may mắn là đang ở bên trong thành viêm vũ mượn nhờ phòng ngự của thái hư thiên đô bảo trận ngăn cản nếu không một quyền này đã đánh chết hắn tại chỗ lúc này có một đám người thừa dịp hắn bị chấn bay ra lao nhanh vào trong thông đạo cả bậc thang chật ních người lung lay sắp đổ lúc này trên không trung bắn ra vạn đạo kim quang phát ra âm thanh vù vù chém thẳng vào bậc thang oa tiểu tử kia trở về chạy mau a à. trong lúc nhất thời máu tươi tung bay tứ tung trên bậc thang Tất cả mọi người trực tiếp nhảy xuống, nhao nhao bỏ chạy ra bốn phía. Thân ảnh Lý Vân Tiêu trực tiếp xuất hiện trên thông đạo, lạnh lùng nói: "Rất tốt, vừa rồi tiến vào bao nhiêu người ta không biết được, nhưng mà phí tổn của bọn chúng sẽ do các ngươi bỏ ra, kế tiếp mỗi người trướng giá 700 vạn nguyên thạch. Hiện tại bắt đầu xếp hàng vào bàn a." Chi. Người phía dưới hít khí lạnh, nhao nhao giận dữ kháng nghị. Dựa vào cái gì bọn chúng trốn vé mà chúng ta phải bỏ ra? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Có vào hay không tùy các ngươi, bậc thang của ta còn một phút nữa sẽ rơi xuống. Đến lúc đó bản thân ta cũng tiến vào trong tu di sơn, các ngươi nên chờ lần tiếp theo đi. Người phía dưới xanh mặt, kiên trì móc nguyên thạch ra đi vào bậc thang. Ta nói từ thanh huynh, từ một kích vừa rồi mà nhìn, tiểu tử này dường như cũng không có cường đại như tưởng tượng. Không bằng ta và ngươi liên thủ chấn áp hắn. Chấn áp? Ngươi biết tiểu nha đầu vừa rồi ném quyền ảnh màu xanh kia là cái gì không? đó là võ ý kết đan. Chi, làm sao có thể? Võ ý kết đan là do cường giả tuyệt thế phong bế một kích thành một viên đan, ban cho hậu bối dùng phòng thân. Giá trị không dưới một ngàn vạn trung phẩm nguyên đâu. Sau một lúc, nhiều người ngoan ngoãn giao nộp nguyên thạch, bắt đầu bước trên bậc thang, tiếng vào tu di sơn. Những người phía dưới hầu như không đủ nguyên thạch, tức đến đỏ mắt. Một người nhịn không được mở miệng nói, Ta dùng huyền khí và các loại bảo bối thay vào được không?" Lý Vân Tiêu híp mắt cười nói, "Đương nhiên có thể, nhưng mà tất cả phải chiết khấu 70%, lên đây đi." Người nọ lập tức đại hỉ móc một đống lớn đồ vật ra, biểu hiện ra từng cái, nói, "Đại ca, chính ngươi nhìn xem, ngươi cảm thấy cái nào đáng giá thì cầm đi, những vật này tổng cộng giá trị khẳng định không dưới 500 vạn nguyên thạch, ta còn có 500 vạn nguyên thạch." Lý Vân Tiêu nhìn cũng không nhìn trực tiếp khẽ quét qua thu toàn bộ vào trong nhẫn nói không sai biệt lắm ngươi vào đi thôi kế tiếp rất nhiều người bắt đầu mở nhẫn chữ vật ra tùy ý lý vân tiêu càn quét thoáng cái lại có mấy ngàn người đi vào còn thừa lại đều là người nghèo khổ chân chính đặc biệt là những kẻ mua tinh thạch danh ngạch cơ hồ đang ngồi trồm hổm trên mặt đất khóc giống lên hảo hảo bản thiếu gia cũng không muốn khó xử mọi người dù sao đều đi lại lăn lộn trên đại lục ta xem các ngươi cũng thật sự không có tiền Hiện tại giá cả giảm xuống, chỉ cần ra 300 vạn trung phẩm nguyên thạch cũng có thể đi vào. Đương nhiên, cầm đồ vật chống đỡ cũng được. Lý Vân Tiêu không đếm xỉa tới nói ra. Cái, cái gì? Người phía dưới sững sờ. Còn có mấy người còn đi trên bậc thang, đều là người vừa rồi dùng 700 vạn nguyên thạch cùng vật ngang giá đổi, thiếu chút nữa là đảo té xuống toàn bộ, tất cả đều khóc không ra nước mắt. Lý Vân Tiêu trời đánh, đây là muốn xào trá mọi người sạch sẽ trên bầu trời đám cường giả vũ hoàng một đám dựng tóc thổi dâu nhưng lại không có biện pháp lần này lại có rất nhiều người vui vẻ nhao nhao tranh thủ thời gian móc bảo bối tùy thân và nguyên thạch ra toàn bộ đưa lên sau đó vô cùng dũng mãnh tiến vào thông đạo cũng cảm giác mình chiếm một đại tiện nghi vô cùng vui mừng lý vân tiêu hết sức hài lòng nhìn qua chung quanh nói tốt một đám cuối cùng ra một trăm vạn thì có thể tiến vào quy củ cũ có thể dùng thứ đồ vật chống đỡ Chút tiền ấy cũng không kiếm ra được Ta cũng không còn lời nào để nói Dầm ào ào Những tên bỏ ra 500 vạn nguyên thạch trên đầu đầy hắc tuyến Ngã sấp xuống một mảng lớn Kể từ đó những đệ tử này bị hắn lừa dối sạch sẽ Cuối cùng còn lại mấy trăm người Tất cả đều khóc không ra nước mắt Đặc biệt là một ít kẻ cầm tinh thạch danh ngạch trong tay Khóc hồ Đại ca, thành chủ đại ca Vì mua tinh thạch Ta cái gì cũng đã bán đi Ngươi để cho ta vào đi thôi tiền thiếu người ta nhất định sẽ trả lý vân tiêu lạnh lùng nhìn qua đám người kia mắng một trăm vạn trung phẩm nguyên thạch đều cầm không ra cũng có mặt mũi đến tu di sơn khốn kiếp toàn bộ cút vào đi thôi lần sau còn nghèo như vậy ta giết sạch các người a à, cái gì không cần giao tiền đám người phía dưới trợn mắt há hốc mồm dường như khó mà tin được nhưng nhìn thấy sắc mặt lý vân tiêu trầm xuống lập tức cả kinh vội vàng lao vào trong thông đạo những kẻ giao 100 vạn nguyên thạch cho rằng mình đã chiếm tiện nghi, tất cả đều té xỉu. Rất nhanh đệ tử trẻ tuổi trong cả thành viêm vũ đều đi không còn ai, một không dư thừa. Ngay cả những cường giả vũ hoàng trên không trung nhìn qua cảnh này cũng trợn mắt há hốc mồm. Thì ra tiểu tử này không phải muốn ngăn cản người ta, mà là muốn xảo trá toàn bộ một lần a à. Trời ơi, lần này hắn kiếm bao nhiêu nguyên thạch. Những người này nghĩ cũng không dám nghĩ nữa, chỉ cảm thấy số lượng quá mức khủng bố chúng ta vào đi thôi. Lý Vân Tiêu cười nhìn Đinh Linh Nhi phất phất tay. Đinh Linh Nhi hung hăng chừng hắn một cái, tức giận nói: Đại ca, ta cũng không tiền. Lý Vân Tiêu chép miệng, trêu đùa: hắc hắc, mỹ nữ thì không cần tiền, cần chút da thịt là được rồi. sắc mặt Đinh Linh Nhi đỏ bừng, giận dữ hừ một câu, nhưng nội tâm lại vui thích. nhưng nghĩ đến ý tứ của câu da thịt, lập tức sắc mặt e lệ, trên mặt xấu hổ ửng đỏ. Lý Vân Tiêu đột nhiên cảm thấy tự mình nói sai, xấu hổ cười hai tiếng, hai người một trước một sau cùng tiến vào trong tu di sơn. Lúc này bậc thang tiến vào đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại khe hở xuất hiện trên bầu trời. Cả thành Viêm Vũ trở nên trống rỗng. Những tên cường giả Vũ Hoàng đứng trên không trung sắc mặt bất thiện, không biết làm cảm tưởng gì. Đặc biệt là cường giả Vũ Hoàng áo tím dùng giọng khàn khàn như quát lên. Quá kiêu ngạo, chuyện này phải lập tức báo cáo sau đó các môn phái phái cao thủ tới san bằng thành viêm vũ. Chờ cửa vào Tu Di Sơn khép lại, bắt Lý Vân Tiêu phanh thay xé xác. Phương Đức rất có tâm giữ gìn, nói. Không có nghiêm trọng như vậy chứ, không phải tất cả mọi người đi vào rồi sao. Hắn dường như cũng không có làm khó bất cứ người nào nha. Cái này, cái này còn không có làm khó. Ngươi tính tính toán toán hắn xảo trá bao nhiêu nguyên thạch. Vũ Hoàng áo tím gầm hét lên, tức giận nói hôm nay xảo trá những nguyên thạch này lúc trước xảo trá phí vào thành và phí vào đấu giá hội cơ hồ chống đỡ vượt qua nội tình một đại tông môn chúng ta rồi thì tính sao đây là bổn sự của hắn ngươi có bản sự thì làm đi phương đức không nhanh không chậm hừ lạnh chỉ cần lý vân tiêu không có làm ra chuyện gì quá giới hạn đệ tử các đại phái toàn bộ tiến vào bên trong tu di sơn hắn yên tâm lại ngươi lão giả áo tím chán nản toàn thân run rẩy không ngừng tốt rồi không cãi nhau nữa May mắn tiểu tử kia cũng có chừng mực, không có chọc ra đại họa to lớn. Hoàng tiểu Long quát, "Chuyện này cũng là do chúng ta sai lầm trước, bị tiểu tử kia lợi dụng sơ hở, nhưng mà chuyện này vui đùa quá lớn rồi, việc này phải nghiêm trị không tha. Nếu không mặt mũi và uy nghiêm các phái nam vực chúng ta còn đâu." Đồ Lỗi cũng mở miệng nói, "Tiểu Long huynh nói không sai, nhưng chuyện này không cần liên lụy tới người vô tội. Ta đề nghị chờ ngày Tu Di Sơn khép kín, bắt lấy Lý Vân Tiêu nghiêm trị là được." Không cần liên quan tới người không quan hệ của Thành Viêm Vũ. Hơn 10 tên vũ hoàng đều nhao nhao gật đầu, nói: "Đúng vậy." Lý Vân Tiêu cùng Đinh Linh Nhi vừa bước vào trong lối đi, lập tức toàn thân bị hào quang năm màu bao phủ, bị hút vào trong khe hở kia, bốn phía tràn ngập các loại hào quang khác, nhìn qua rất huy hoàng. Cảnh tượng trước mắt không ngừng biến hóa, rất nhanh đã tiến vào khu đất trống, mọi nơi không có thân ảnh của ai cả. Thông đạo truyền tống tiến vào là tùy tính Đinh Linh Nhi không biết truyền tống đi nơi nào. Linh khí bên trong nồng đậm như sương sớm, hít một hơi là cảm thấy toàn thân thoải mái nói không nên lời. Đây cũng là tu di sơn sao. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn chung quanh, trong thiên vũ giới nơi này là tiên cảnh duy nhất hạn chế tuổi tiến vào. Tuy kiếp trước cũng có thời điểm mở ra, nhưng hắn đã không cách nào tiến vào, không thể ngờ kiếp này có thể đền bù tiếc núi. Nguyên khí thật tinh thuần, không chỉ càng nồng đậm hơn, dường như còn ẩn chứa đồ vật gì đó. Lý Vân Tiêu tinh tế cảm thụ, trong nội tâm có chút xúc động, dường như có cảm giác thập phần tương tự như giới thần bi, hắn giật mình hoảng sợ. Hàn Tu Di Sơn quả thật là thượng cổ đại năng tự tay mở ra một không gian độc lập, sau đó sói mòn bên trong không gian loạn lưu. Mặc kệ, thời gian cực kỳ quý giá, ta phải nhanh chóng hấp thu linh khí trong nơi này. Hắn bay lên không trung, mang thần thức phóng ra vô hạn, rất nhanh trong vòng ngàn dặm đều nằm trong cảm giác của hắn. Làm cho hắn vô cùng chấn động là, Vậy mà chỉ phát giác được tung tích của một người đang chạy trốn trong rừng. Có hơn vạn người tiến vào, trong vòng ngàn dặm vậy mà chỉ có một người, tu di sơn to lớn dường như vượt qua tưởng tượng của hắn. Ân, phía đông là một sơn cốc có linh khí hóa dịch, đi tới đó mới tốt. Hắn đã chọn một nơi, vỗ nhẹ một khung chiến xa, bay thẳng tới sơn cốc. Trong cốc là biển linh khí tràn ngập, nếu đặt ở Thiên Vũ đại lục, tuyệt đối sẽ bị các siêu cấp thế lực tranh giành làm bảo địa của mình. Kim quang trong mi tâm lý Vân Tiêu lóe lên, giới thần bi lập tức bay ra ngoài, lao thẳng vào trong sơn cốc kia. Oanh, thân bia rơi xuống bắn ra rất nhiều bọt nước, đều là nguyên khí hóa dịch chảy trong đáy cốc. Linh hồn hiền ảnh của Lý Vân Tiêu xuất hiện bên trong giới thần bi, hắn mở cửu long nhiếp linh trận ra, lập tức hấp thu linh khí như dòng sông tiến vào bên trong, thoải mái tứ đại vực giới, thoải mái mặt đất khô cạn. Có thể hấp bao nhiêu là bao nhiêu, cửa vào tu di sơn không biết sẽ đóng lại khi nào. Căn cứ dĩ vãng ghi lại đều là 3 tháng. Tất cả mọi người bên trong sẽ bị truyền tống ra ngoài, mà cửa vào sẽ biến mất trong thiên vũ giới. 3 tháng, không biết có thể làm giới thần bi khôi phục tới trình độ nào. Hắn đang muốn rời đi thì một thân ảnh xuất hiện trước mặt của hắn, đúng là Lạc Vân Thường, nói. Tại đây chính là Tu Di Sơn, ta muốn đi ra ngoài. Đồng tử Lý Vân Tiêu co rụt lại, vui vẻ nói. Vân thường lão sư vậy mà đạt tới cửu tinh vũ quân đỉnh phong chỉ thiếu chút nữa có thể vượt qua vũ vương Bên ngoài rất nguy hiểm không bằng ở nơi này đi ở trong hỏa chi vực giới trình độ linh khí còn cao hơn ở bên ngoài đấy Lạc vân thường khẽ nói Có người ở đây, ta sợ cái gì Nàng đột nhiên ý thức được câu nói của mình dường như có vấn đề trên mặt đầy ý xấu hổ, tức giận nói Để cho ta ra ngoài hay không Lý vân tiêu quính lên vội vàng vung tay Lạc Vân Thường lập tức xuất hiện trên chiến xa ngoài sơn cốc, hai người sóng vai mà đứng. Thế giới thật xinh đẹp à. Lạc Vân Thường hai mắt tỏa sáng, thân thể lập tức đứng thẳng. Lý Vân Tiêu cười khổ một tiếng, nghiêm nghị nói. Lạc Lão Sư, Tu Di Sơn chính là một trong bốn đại tiên cảnh của thiên vũ giới, bên trong nguy hiểm khó dò, mặc dù là ta cũng phải thận trọng từng bước. Ta cảm thấy ngươi nên ở nơi này khổ tu, chờ bị truyền tống ra ngoài thì tốt hơn. Lạc Vân Thường sắc mặt lạnh lẽo, khẽ nói. Ta tự có chừng mực, há nhờ ngươi dạy. Trong lòng Lý Vân Tiêu âm thầm phát khổ, Lạc Vân Thường ở trước mặt hắn bộ dáng càng giống tiểu nữ hài, đây cũng không phải là điểm tốt gì à. Hắn Trinh muốn nói cái gì, đột nhiên nhướng mày, vội vàng một trưởng đập lên chiến xa, liền nhanh chóng lao xuống, ẩn nấp vào trong rừng cây. a à, có người đến. Lý Vân Tiêu làm thủ thế không nói, trong thời gian ngắn thì có một bóng người lao tới nhanh chóng. Trong nội tâm Lạc Vân Thường kinh hãi không thôi, Thần thức của Lý Vân Tiêu không ngờ cường hãn như vậy. Huynh đệ phía trước, cứu mạng, cứu ta một mạng, tất nhiên có hậu báo. Người nọ liều mạng chạy tới, nhìn qua hướng của hai người quát to lên, hiển nhiên là đã phát hiện bọn họ. Lạc Vân thường càng kinh hãi hơn, nơi bọn họ ẩn thân bị Lý Vân Tiêu dùng thần thức che đậy, trừ phi thần thức cường đại hơn quá nhiều, nếu không quả quyết không có đạo lý bị phát hiện. Nhưng mà người tới quá quái vật rồi, không ngờ đã phát hiện bọn họ. Lý Vân Tiêu cũng nhướng mày, cảm thấy vạn phần không thể tưởng tượng nổi. Tuy đám tiểu bối này là thiên tài nổi bật trong các thế lực lớn, nhưng muốn nói thần niệm có thể phá vỡ che đậy của hắn là không có khả năng. Ta biết rõ các ngươi tại đây, chớ né. Đằng sau ta có thứ lợi hại, mọi người cùng nhau liên thủ tiêu diệt nó. Không chỉ có chỗ tốt toàn bộ quy cho các ngươi, hơn nữa còn có hồi báo. Người nọ chạy như điên tới, phương hướng đúng là vị trí của hai người không nghi ngờ. Lý Vân Tiêu triệt để bài trừ một tia may mắn sót lại trong lòng cùng Lạc Vân Thường đi ra khỏi nơi che đậy. Người nọ vừa thấy bóng người xuất hiện, lập tức vui mừng quá đỗi, nhưng rất nhanh liền hóa thành thất lạc cực lớn, thất vọng kêu lên. Cái gì? Dĩ nhiên là hai vũ quân. Mẹ kiếp, loại tu vi rác rưởi này làm bia đỡ đạn còn chưa đủ à? Hắn đang muốn quay người cải biến phương hướng, lúc này hắn sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, cả kinh kêu lên. Ngươi, ngươi là Lý Vân Tiêu. Quá tốt, cuối cùng gặp được kẻ có chút thực lực. Hắn vội vàng vèo một cái lẻn tới bên cạnh hai người, vươn tay ra huyên thuyên nói thật dài. Tại hạ bắc vực mai hoa đảo Chu Tử Nguyên, đi ra ngoài quên xem lịch, hôm nay xui xẻo lâm đầu. Tiến vào Tu Di Sơn thì gặp quái vật như vậy, nếu không phải tại hạ có chút bổn sự, đã sớm bị quái vật kia ăn rồi. Tuy Lý Huynh chỉ có tu vị lục tinh vũ quân, nhưng nhìn ra được chiến lực sẽ không thua tại hạ. Không bằng ta và ngươi cùng nhau liên thủ tiêu diệt quái vật kia lý vân tiêu mặt không biểu tình duỗi tay phải ra chu tử nguyên vội vàng kích động duỗi tay phải ra muốn nắm lại cho rằng đối phương đồng ý yêu cầu hợp tác của mình ai biết lý vân tiêu trực tiếp dùng tay phải đẩy hắn qua một bên lạnh lùng nói ra đừng chống đỡ ánh mắt của hắn như sao trời nhìn qua rừng cây trong ánh mắt tinh mang chớp động chu tử nguyên ngượng ngùng xấu hổ nói quái vật kia biết ẩn tàng thân hình ta đến bây giờ cũng không nhìn ra bộ dáng của nó chỉ bị công kích không ngừng. Lý Vân Tiêu nhìn hắn một cái, hồ nghi nói: "Ngươi ngay cả thần thức che đậy của ta đều có thể xem thấu, sao có thể không nhìn thấy hình thái của quái vật kia?" Chu Tử Nguyên cười hì hì móc một cái gương ra lắc lắc, nói: "Ta chỉ dùng Hạo Thiên Kính này quan trắc trong vòng ngàn dặm, chỉ phát hiện thân ảnh của hai vị." Hắn nhíu mày nói: "Kỳ quái, vừa rồi nơi này chỉ có một người, vì sao đột nhiên nhiều ra một người? Hạo Thiên Kính không có khả năng xảy ra sai lầm a?" đúng rồi ngươi nhất định là vừa từ thành viêm vũ tiến vào đúng rồi lúc này mới giải thích thông chu tử nguyên vỗ đầu một cái lập tức nghĩ thông suốt lý vân tiêu theo dõi hạo thiên kính trong tay của hắn lúc này mới cười nhạo nói chớ ở trước mặt ta trang bức mai hoa đảo tuy không phải đại phái nhưng hạo thiên kính cũng là cửu giai huyền khí đại danh đỉnh đỉnh là trấn đảo chi bảo của mai hoa đảo trong tay ngươi chỉ là hàng nhái tìm thất giai thuật luyện sư phòng chế theo mà thôi chu tử nguyên chấn động cầm hạo thiên kính thật chặt sợ bị lý vân tiêu đoạt đi cả kinh nói ngươi ngươi làm sao thấy được ta cũng không xài hàng phòng chế nó gọi là tiểu hạo thiên kính tiểu con em ngươi cầm hàng nhái xem là bảo bối lăn qua một bên đừng tìm mất mặt lý vân tiêu trực tiếp một cước đá chu tử nguyên văng ra lúc này mới quay người dò xét rừng cây kia trong con người tinh mang chớp động trong rừng cây trống rỗng có một lực lượng kỳ dị lan tràn loại lực lượng này giống như dung làm một thể với rừng cây bốn phía dưới thần thức của hắn quan sát đã phát hiện trên lá của những cây đại thụ có một ít chất lỏng màu xanh lá đang hoạt động giống như có tánh mạng vậy cẩn thận lạc vân thường thấy lý vân tiêu muốn đi qua vội vàng kéo hắn lại bật thốt lên nói đừng đi qua chu tử nguyên là vũ tông cũng không có biện pháp gì lý vân tiêu cười vỗ vỗ tay nàng nói yên tâm vũ tông tính toán cái gì ta không sợ sắc mặt chu tử nguyên đen lại vô cùng xấu hổ lý vân tiêu chậm rãi đi về phía trước bước ra bảy bước thì đặt mình ở giữa một ít chất lỏng màu xanh lá kia lẳng lặng quan sát xíu yêu yêu một tiếng xe gió vang lên dưới chân lý vân tiêu dẫm mạnh thân ảnh thuấn gian di động hóa thành một đạo tàn ảnh trên cánh tay quét qua không trung trên da thịt có một vết cắt rất nhỏ trong nội tâm lạc vân thường chấn động nàng đã mở mắt lên to nhất vậy mà không có thấy rõ lý vân tiêu bị công kích như thế nào Chu Tư Nguyên bên cạnh dường như bắt được cái gì đó, hiển nhiên là nhìn thấy được cái gì. Xíu, yêu yêu. Trong lúc đó lại có mấy tiếng xe gió chuyển đến, hơn nữa tần suất cũng rất cao, thân ảnh của nó vây quanh Lý Vân Tiêu không ngừng, hóa ra ngàn vạn đạo tàn ảnh, cơ hồ khó có thể phân biệt chân thân. Lúc này Lạc Vân Thường mới nhìn ra mánh khóe, dường như có vật thể kia không ngừng xuyên qua rừng cây, tạo thành không khí vỡ nát sinh ra công kích mạnh mẽ. Chu Tử Nguyên càng mở to mắt quan sát, hắn trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt đầy khiếp sợ. Loại công kích này hắn muốn tránh cực kỳ khó khăn, giờ phút này quanh người Lý Vân Tiêu tối thiểu có hơn 10 đạo công kích đang không ngừng xuyên thẳng qua, hơn nữa số lượng không ngừng gia tăng. Nhìn con em ngươi a, còn không mau hỗ trợ. Lý Vân Tiêu nhìn qua phía Chu Tử Nguyên mắng một câu, Chu Tử Nguyên lập tức kịp phản ứng, Tiểu Hạo Thiên Kính trong tay tiện tay ném ra, lập tức phát ra một đạo hoàng sắc quang mang, nhanh chóng mở rộng ra và chiếu xuống dưới. Ông, những nơi hào quang đi qua đều truyền đến một hồi vù vù, giống như thời không bị định trụ, trở nên chậm chạp. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu. Hơn 10 tiếng xé gió lập tức xuyên thẳng quanh người Lý Vân Tiêu, trong chốc lát bỏ chạy vô ảnh vô tung. Chỉ có một giọt chất lỏng màu xanh la ở trước người Lý Vân Tiêu bị tiểu Hạo thiên kính chiếu vào, định trụ tại đó. Ở trên không trung chậm chạp dựa theo quỹ tích di động của mình, nhưng mà động tác chậm hơn rất nhiều. Trên giọt chất lỏng này còn có một giọt huyết châu sáng ngời, nhưng lại bị bàn tay Lý Vân Tiêu nhiếp đi. Hắn phối hợp tiểu hạo thiên kính, cố ý dùng bàn tay đi ngăn cản chất lỏng màu xanh lá, kết quả lòng bàn tay trực tiếp bị xuyên thủng. Phải biết rằng hắn có trí cường phách thể, cho dù là cường giả vũ tông đánh chúng cũng khó bị tổn thương. Lại bị loại vật nhỏ này xuyên thấu qua, nhưng cũng nhận được trở ngại thật lớn, rốt cục bị tiểu hạo thiên kính chấn trụ. Quá tốt, cuối cùng bắt lấy một cái. Chu tử nguyên đại hỉ nhảy dựng lên, hung dữ nói ra ta đúng là muốn nhìn những yêu quái dám công kích bổn đại gia là vật gì trong mắt của hắn trừ nhìn chằm chằm vào giọt chất lỏng màu xanh ra trong mắt còn có tham lam và do dự nhìn qua lý vân tiêu đối phương có bộ pháp kỳ dị làm hắn vô cùng động tâm hơn nữa bảo thủ đoán chừng trên người lý vân tiêu chít ít có hơn một tỷ trung phẩm nguyên thạch tuyệt đối là tài phú đè chết hắn mặc dù đối phương thủ đoạn dường như tầng tầng lớp lớp nhưng mà mình có tiểu hạo thiên kính cho dù là cường giả vũ hoàng cũng trực tiếp vây khốn khó có thể nhúc nhích chút nào. Về phần mỹ nhân vũ quân nũng nịu bên người, một chiêu là có thể giải quyết. Ừ. Ngay lúc nội tâm Chu Tử Nguyên cực độ dãy ruộng, thời điểm đang do dự thì Lý Vân Tiêu hừ nhẹ một tiếng, giơ tay một chảo liền thu giọt chất lỏng vào tay, dùng chân khí vây khốn nó, tùy ý nó hoạt động thế nào cũng không thoát. Ngươi, trái tim Chu Tử Nguyên đập mạnh, lúc này đã giật mình, sợ hãi nói. Ngươi, bị tiểu hạo thiên kính của ta chiếu vào, vì sao động tác có thể nhanh như thế? Lý Vân Tiêu nhìn hắn như thằng ngu, nói. Hạo thiên kính được xưng có thể vây khốn vạn vật, đơn giản chính là thuyên chuyển thiên địa quy tắc, cưỡng ép khóa một phiến không gian mà thôi. Cái thứ hàng nhái của ngươi chỉ là thất giai, căn bản không có khả năng khóa không gian, chỉ có thể lợi dụng chút quy tắc, dựa thế vây khốn đối phương. Chỉ cần giải loại quy tắc này, dĩ nhiên là không bị nó trói buộc. Chu tử nguyên, chấm chấm chấm. Hắn cảm thấy toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa, May mắn vừa rồi không có ra tay, nếu không, hậu quả kia hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Ân, vì sao trên trán của ngươi đầy mồ hôi lạnh như thế? Mi Tâm Lý Vân tiêu nhéo một cái, hồ nghi nói, ngươi không phải đang đánh chú ý xấu đây chứ? Ta vừa rồi cảm giác sắc mặt của ngươi bất thiện a. À, a, à, à, không, không, không có, vì sao lại thế chứ? Chúng ta là người cùng chiến tuyến, hơn nữa ngươi chẳng khác gì cứu ta, ta làm sao có thể lấy oán trả ơn? đánh chú ý vào bộ pháp và nguyên thạch của ngươi chứ. Chu Tử Nguyên vừa lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng phủ nhận. Lạc Phân Thường, chấm chấm chấm. Lý Vân Tiêu, được rồi, những thứ kia đã chạy thoát, ngươi có thể cút đi. À, Chu Tử Nguyên há to miệng ân vài cái, mới ngượng ngùng nói. Cái kia, Vân Thiếu, đây là vật gì? Có thể cho ta xem một chút không? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Có thể, 500 vạn trung phẩm nguyên thạch nhìn một cái. Chu Tử Nguyên. Chấm chấm chấm, tính toán, ta vẫn nên đi thôi. Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, hắn nhanh chóng biến mất tại chỗ, lập tức đã cách đó hơn trăm mét, không ngừng chạy đi. Lạc Vân Thường cảnh giác nhìn qua Chu Tử Nguyên rời đi, ngược lại nhìn qua giọt chất lỏng màu xanh lá dãy dụa trong tay Lý Vân Tiêu, hiếu kỳ nói: "Vân Tiêu, đây là vật gì? Vậy mà lợi hại như thế?" Lý Vân Tiêu cười nói: "Đây có thể là đồ tốt, gọi là tiểu yêu màu xanh, là một loại yêu thú cực kỳ hiếm thấy. Đáng tiếc chỉ bắt được một con, nếu như có thể bắt nhiều thêm mấy con, thực lực sẽ đại tăng. Tiểu yêu màu xanh. Không sai. Lý Vân Tiêu giải thích nói. Thứ này bản thân cũng không có mạnh cỡ bao nhiêu, nhưng mà tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, nếu như có thể tiến hóa lên thất giai, đủ để cắt vỡ không gian. Hơn nữa số lượng rất nhiều, cho dù vũ tôn gặp gỡ cũng vô cùng đau đầu. Tiểu yêu màu xanh này tặng cho người. Thú vị, Lạc Vân Thường nhìn qua giọt chất lỏng màu xanh đang rãy rụa trong tay Lý Vân Tiêu, cảm giác thật đáng yêu, nhưng không dám sở. Lý Vân Tiêu nói, dùng tu vị của ngươi bây giờ không cách nào phục tùng nó đâu, ta giúp ngươi rút một hồn một phách ra, như vậy nó sẽ trung thực, do ngươi khống chế. Lạc Vân Thường đại hỉ, tiểu yêu màu xanh sợ hãi rụt rè nằm trong tay của nàng, chậm rãi hòa tan ra, cuối cùng hóa thành bao cổ tay bao phủ tay nàng. Lạc Vân Thường cảm nhận ra thịt mát lạnh, thập phần thích ý vui vẻ. Lúc này Lý Vân Tiêu từ trong nhẫn lấy vài món đồ ra, chính là Lôi Phong Thương hội giao cho hắn, là địa đồ bảo vật, phía trên phác thảo tình huống Tu Di Sơn thật đơn giản. Trước kia Lý Vân Tiêu cho rằng bằng bản đồ này thì không có vấn đề gì, nhưng hiện tại mới biết được đây chỉ là một góc Tu Di Sơn mà thôi, có trời mới biết là nơi hẻo lánh nào. Hắn ánh tình cảnh và địa đồ với nhau, lúc này mới thu lại, nói: "Tu Di Sơn to lớn khó có thể tưởng tượng, ta có ý định đi dạo bốn phía." lạc lão sư lưu ở nơi này đột phá hay là chuyện đột phá không vội ta theo ngươi đi quan sát chung quanh thôi nơi này đời này cũng chỉ có thể tới một lần lạc vân thường vội vàng nói cũng tốt lý vân tiêu không nói thêm lời nào ném thanh lang chiến xa ra hai người sánh vai bay nhanh trong tu di sơn qua thời gian rất lâu mới tìm được dấu tích con người giống đột nhiên phía trước có tiếng yêu thú gầm rú cả đại địa sông núi chấn động chim thú trong rừng cây phía dưới bị hù dọa, nhao nhao chạy trốn. Xảy ra chuyện gì? Hai mắt Lý Vân Tiêu ngưng lại, vội vàng cho thanh lang chiến xa rừng bay, lang không nhìn qua phía dưới. Mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng lướt qua, trên người bộc phát hào quang mãnh liệt, lại bay thấp xuống sau đó tiếng nổ tung vang vọng, dường như đang tác chiến với yêu thú. Hắn cẩn thận bay quá, nhìn qua từ xa là một con thạch thú đang chiến đấu với năm tên võ giả. Thạch thú vốn là lục gia yêu thú, nhưng hình thể còn lớn hơn đồng loại ở thiên vũ 4 năm lần, hung mãnh hơn nhiều. Năm người kia tất cả đều lục hợp cảnh vũ tông, nhưng đánh nhau với thạch thú cũng cũng chỉ có tự bảo vệ mình. Đây là vừa đánh vừa lui mới duy trì thế bất bại. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm vào con thạch thú kia, hào quang trong mắt lập lòe bất định. Bản thân thạch thú không có gì, nhưng nó có một trái tim cực kỳ chân quý, được xưng là thạch tri tâm. Cũng giống như thanh liên địa hỏa của đoạn Việt, nó là chân bảo thổ hệ chân quý. Con thạch thú này lớn như thế, thạch chi tâm càng không giống bình thường. Hai vị bằng hữu phía trên, cùng chúng ta kết liễu thạch thú này, sau đó cùng phân chỗ tốt. Phía dưới có người phát giác được thanh lang chiến xa, cao giọng hô quát lên. Năm người bọn họ chiến đấu gian khổ, muốn thủ thắng càng ngày càng không có khả năng. Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn năm người này, trong nội tâm lạnh lùng cười cười. Năm người này hiển nhiên không phải cùng một thế lực, hẳn là ngẫu nhiên gặp nhau mà thôi, đều không ngừng dùng thân pháp chiến đấu, tích xúc thực lực. Lại không có người nào chịu thành thành thật thật ra tay toàn lực, nếu không trong cùng giai, năm người mặc dù không địch lại, thạch thú cũng không có khả năng cản quấy như thế. Chư vị đại ca, hai người chúng ta chỉ là vũ quân mà thôi, xuống cũng vô dụng à. Lý Vân Tiêu dùng giọng tâm thần bất định quát lên. Cái gì? Mới vũ quân? rác rưởi như thế làm sao tiến vào Tu Di Sơn? Người nọ lập tức ngữ khí không tốt, bắt đầu hùng hổ. Một người khác nói tất nhiên là đệ tử môn phái của nam vực rác rưởi thực lực rác rưởi lại chiếm cứ nhiều danh ngạch như thế quả thực chính là lãng phí tiểu tử ngươi miệng sạch sẽ cho ta tin lão tử hiện tại giết ngươi hay không lại một người giận dữ giống lên dường như là người nam vực vô cùng giận dữ hắc nam vực các ngươi chính là rác rưởi như thế nào còn không phục mẹ của ngươi người nam vực đã tức giận vậy mà không để ý thạch thú công kích trực tiếp giơ trường kiếm lên chém vào người vừa nói lão tử hôm nay phải thử một chút có thể giết ngươi hay không? người nọ sắc mặt hơi thay đổi, tức giận nói: ngươi điên rồi sao? không chỉ người nam vực nọ dùng kiếm chém tới, càng làm cho hắn kinh hồn táng đảm là thạch thú bắn ra vô số đá lăn từ không trung nhau nhao giáng xuống. những đá lăn này bị yêu khí bao phủ, không thua gì từng kiện huyền binh lợi khí, đồng thời không ngừng giáng xuống, cho dù là núi đá cũng phải vỡ vụn ra. chạy mau a! À. năm người đồng thời kinh hãi. Người nam vực sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng vận chuyển chân khí tới đỉnh phong, tốc độ năm người nhanh hơn gấp đôi, chạy ra các hướng. Ầm ầm, rất nhiều hòn đá trải rộng cả vùng đất, vậy mà trực tiếp biến mất trong đó, hóa thành một phần của mặt đất, bày ra trạng thái nham thạch bao phủ các nơi. Làm cho người sởn hết cả gai ốc là, nham thạch trên mặt đất không ngừng hoạt động, nó giống như chất lỏng đuổi theo mọi người. Vèo, vèo, vèo. Năm người vội vàng bay lên trời chạy trốn tới trời cao nhìn qua phía dưới, lúc này mới buông lỏng một hơi. Nhưng mà thần sắc nhanh chóng ngưng trọng lại, những nơi thạch thú đi qua rừng cây bị cắn nuốt, biến thành rừng đá, dùng mắt thường có thể thấy được cả ngọn núi nhanh chóng hóa thành núi đá. Đây là. Sắc mặt Lý Vân Tiêu đại biến, sợ hãi nói. Hỏng bét. Nó thôn phệ cả toàn núi, lại tiến hóa. Thạch thú này có lẽ đã sớm có thể tiến hóa, hẳn là đang tiến hành tiến hóa thì bị năm người này đánh gãy hiện tại sợ rằng phải hoàn thành nhanh chóng. Sắc mặt Lạc Vân Thường trắng nhợt, nói. Đã như vậy, chúng ta cùng rời đi, khí tức cường đại bên dưới làm cho ta hít thở không thông. Lý Vân Tiêu bất vi sở động, nghiêm nghị nói. Cho dù nó tấn cấp tới thất giai, dù cho không bắt được, muốn rời đi cũng không thành vấn đề. Ngươi không nên bị yêu khí uy áp ảnh hưởng, nhìn kỹ nó đột phá tiến giai, như vậy sẽ cực kỳ có lợi cho ngươi đột phá lên vũ vương. Trong lòng Lạc Vân Thường lúc này mới chấn định, tâm thần như một, mang thần thức mở ra cảm ngộ quá trình tiến hóa của thạch thú. Ầm ầm, dưới đáy truyền ra tiếng nổ cực lớn, cả mặt đất như sinh ra địa chấn, cả không gian đều run rẩy. Chư vị, làm sao bây giờ? Năm người kia, một người sắc mặt tái nhợt nói, thạch thú này dường như bị chúng ta chọc điên lên, hiện tại yêu khí tỏa ra làm cho ta cực kỳ bất an. Như thế nào? Chẳng lẽ buông tha hay sao? Ngươi cũng biết giá trị thạch chi tâm là bao nhiêu không? một người hừ lạnh nói. Một con thạch thú lớn như thế, chém giết nó xong, mỗi người có thể phân ít nhất một ức nguyên thạch đấy. Muốn nói bắt giết thạch thú này cũng không phải việc khó, khó là tất cả mọi người không đồng tâm hiệp lực, không chịu xuất lực. Làm sao đánh? Khục khục, vấn đề này, nếu tất cả mọi người đã liên thủ, nên thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Tất cả mọi người hẳn đều là thiên tri kiêu tử của môn phái, thực lực biểu hiện ra không thể kém như thế chứ. Một người trong đó nói, Thừa lúc thạch thú còn đang nổi giận, chúng ta đồng loạt ra tay muốn mạng của nó. Chậm đã. Tên còn lại nói. Thạch thú biến hóa có chút quỷ dị, không cần thiết tùy tiện ra tay. Ta đề nghị nên điều tra một chút. Điều tra? Ai đây? Lập tức năm người đều trầm mặc, không ngừng lắc đầu. Một người trong đó ho khan hai cái, nói. Chư vị không cần khó xử, bên kia không phải đã có sẵn thám tử rồi sao? Hắn cười hắc hắc nhìn qua thanh lang chiến XA của Lý Vân Tiêu quát. "Tiểu tử, mau tới đây, đi xuống điều tra thạch thú đã xảy ra chuyện gì." Lý Vân Tiêu sững sờ, hắn im lặng vì sự vô sỉ của đám người này, ấp úng nói: "Đại ca, ta mới vũ quân a, xuống dưới không phải chịu chết sao?" Người nọ hét lớn một tiếng, tức giận nói: "Sợ cái gì? Có năm người chúng ta bảo vệ, muốn chết cũng không dễ dàng như vậy." chỉ đi điều tra thạch thú xảy ra vấn đề gì, cũng không phải bảo ngươi đi hàng phục nó. Lại nói ngươi cũng có bổn sự này à? Lý Vân Tiêu vội nói. Không có phải có hay không, nhưng mà đại ca ngươi vẫn nên tự mình đi xuống dò xét đi. Muốn chết hay sao? Người nọ giận dữ, không thể ngờ một tên vũ quân cũng dám cải lời của hắn. Thân ảnh của hắn khẽ động phóng thẳng về phía thanh lang chiến xa. Một đạo quang mang chiếu ra trên chiến xa, Lạc Vân Thường chậm rãi nhìn thẳng, đôi mắt thanh tịnh như nước, vào thời khắc mấu chốt này nàng đã đột phá tứ tượng, bước vào ngũ hành cảnh vũ vương. Ngũ hàng nguyên tố trên cao bắn ra hào quang năm màu, dung nhập vào trong thân thể của nàng. Ân, tiến dai, hừ, cũng chỉ là nhất tinh vũ vương, cũng là rác rưởi. Người nọ đứng trên thanh lang chiến xa chỉ vào Lý Vân tiêu quát. Hai người các ngươi, lập tức đi xuống điều tra cho ta, nếu không đi, chết. Lý Vân Tiêu nhìn qua Lạc Vân Thường tiến giai thành công, lúc này mới mỉm cười, xoay người lại mi tâm nhíu chặt nói ngươi nói bảo ta chết đúng người nọ há miệng lúc này như bị chẹn hòng hắn há to miệng có thể nhét được quả trứng gà mặt mũi tràn đầy khổ sổ trên người chảy xuống mồ hôi lạnh đôi môi run lên nói ngươi 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 là ầm ầm đột nhiên mặt đất sinh ra chấn động cực lớn yêu khí ngập trời bay lên thiên địa càng trở nên yêu dị núi đá bên dưới rầm rầm mọc lên khỏi mặt đất biến hóa thành bộ dáng thạch thú dần dần lớn lên không ngờ nó còn lớn gấp 10 lần lúc trước, trở thành cự nhân đỉnh thiên lập địa, một trưởng chụp vào bốn người. Sắc mặt Lý Vân Tiêu đại biến, bất chấp tên Vũ tông này, nhanh chóng cho thanh lang chiến xa quay lại bỏ trốn ra xa xa. Hắn vốn trông cậy vào năm người này đối phó thạch thú sau đó hắn đi nhặt tiện nghi, hiện tại thạch thú đã tiến hóa làm thất giai hoàng cấp, mặc dù bọn họ có liều mạng cũng không thể làm gì. Trời ạ, à, chạy mau. Bốn tên võ giả khác nhìn thấy bàn tay to lớn che trời này, Cả kinh hóa thành hào quang bỏ chạy. Mọi người đừng chạy, đồng tâm hiệp lực ngăn cản a, chẳng lẽ quên lời thề vừa rồi sao? Tên đệ tử nam vực lúc này giống to lên. Đúng, hắn nói đúng, đồng loạt ra tay. Nội tâm ba người khác cũng bình tĩnh lại, mình còn có rất nhiều tuyệt chiêu át chủ bài đấy, chưa hẳn không địch lại thạch thú. Thạch thú này cũng chỉ có hình thể lớn một chút mà thôi, không thấy có bao nhiêu lợi hại. Càn Nguyên Ma Thương. Nguyên Thủy Quỷ Trưởng đại nhật hoàng thủ. Ba đạo hào quang đánh thẳng vào trường ảnh, từ xa nhìn lại đã thấy nó đơn bạc. Ba đạo công kích đánh vào lòng bàn tay thạch thú phát ra vài tiếng trầm đục, chấn vỡ một ít mảnh đá rơi xuống, ngoài ra không còn tác dụng gì cả. Bàn tay năm ngón kia khép lại. Vì sao còn thiếu một người? Ai không có ra tay? Một người trong đó kinh sợ giống to, năm ngón tay của thạch thú thô to như núi, uy áp của nó đã tập trung lên đám người. Hai người khác cũng cả kinh, định nhãn nhìn lại, Tên đệ tử Vũ tông Nam vực vừa hô to đồng tâm hiệp lực đồng loạt ra tay đã sớm hóa thành hào quang chạy ra xa ngàn mét, đi theo thanh lang chiến xa của Lý Vân Tiêu, bỏ chạy về hướng chân trời. Phốc, bọn Nam vực chuột nhắt, ta muốn bầm thây ngươi thành vạn đoạn. Oanh, hắn hô xong câu này thì phát hiện thiên địa lờ mờ. Bàn tay năm ngón của thạch thú khép lại, truyền ra tiếng kêu thảm thiết của mấy người này, xem bộ dạng là chết chắc rồi. Bàn tay thạch thú bóp chết đám người ngẩng đầu lên nhìn qua hai điểm nhỏ thoát đi, nó nhanh chóng đuổi theo. Yêu lực cường đại tập trung vào hai điểm nhỏ trước mặt, một bước vượt qua ngàn mét đuổi theo. Huynh đệ phía trước, chờ ta với. Trong lòng tên đệ tử Nam vực đầy sợ hãi, bộ pháp thạch thú nhìn như chỉ độn, nhưng mỗi một bước núi sông mặt đất không ngừng lùi lại phía sau, vậy mà ẩn chứa quy tắc không gian. Chỉ trong giây lát đã đuổi theo tên đệ tử Nam vực kia, hắn sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng cầu cứu. Tên Vũ Tông trên thanh lang chiến xa cũng bị uy thế của thạch thú làm kinh ngạc ngây người, mồ hôi lạnh đầm đìa vội la lên. Ngàn vạn đừng chờ hắn, dừng lại sẽ bị thạch thú đuổi theo, chờ hắn chính là tìm chết à. Nhưng tốc độ phi hành của Vũ Tông hiển nhiên là nhanh hơn thanh lang chiến xa, tên đệ tử Vũ Tông Nam vực nhanh chóng đuổi theo, trực tiếp nhảy lên thanh lang chiến xa, nổi giận mắng. Tiểu tử ngươi muốn chết phải không? Bảo ngươi chờ mà ngươi lại dám chạy nhanh hơn. Một tên Vũ Tông khác cười lạnh mỉa mai, nói ngươi bảo ai chạy trốn nhanh. Tên Vũ Tông Nam vực trên mặt đầy tức giận, biết rõ hắn đã bỏ mặc ba người khác chạy trốn để khỏi chết. Nhưng nếu không phải hắn cơ trí, hiện tại cũng đã thành thịt nát. Tu vị người nọ là tứ tin Vũ Tông, cao hơn hắn một giai, cũng không dám chống đối, vì vậy phát tiết tức giận lên người hai tên Vũ Quân, tức giận nói. Lão tử tại nói các ngươi thế nào, tất cả đều là kẻ điếc hay sao? Cho ta, a, à, ngươi, ngươi, ngươi là Lý Vân Tiêu. Tên Vũ Tông Nam vực đổ mồ hôi lạnh to như hạ đậu chảy xuống, chờ hắn nhìn rõ dung mạo Lý Vân Tiêu thì ánh mắt khó coi hơn cả cá chết, khúm núm nói: "Vân, Vân Tiêu thành chủ đại nhân, ta, à, ta nói không phải ngài, đúng, đúng là vị kia." Hắn run rẩy lấy chỉ vào Lạc Vân Thường, toàn thân ướt đẫm. Lý Vân Tiêu lạnh lùng ngẩng đầu lên, lạnh giọng nói: "Nàng là lão sư của ta." A, à, tên Vũ Tông này thiếu chút nữa hai chân mềm nhũn, thân thể run rẩy như cầy sấy lúc này bên tai có tiếng truyền âm. Huynh đệ, tên Lý Vân Tiêu này tuy thực lực không tầm thường, nhưng nếu ta và ngươi liên thủ có thể dễ dàng bắt hắn, không chế chiếc chiến xa này. Đợi đến lúc thạch thú đuổi theo thì ném hai người này ra ngăn cản một chút. Chúng ta ở trên chiến xa bảo tồn thực lực, đến lúc đó cũng dễ dàng chạy trốn khỏi chết. Trong mắt tên cường giả vũ tông của vực khác bắn ra hào quang lập lòe bất định. Ót ọt. Tên đệ tử nam vực nuốt nước bọt, trong lòng bàn tay chảy mồ hôi, dường như dãy ruộng một giây, trong giây lát kêu to lên, nói. Vân tiêu thành chủ, tên này vụng trộm truyền âm cho ta, nói muốn liên thủ bắt thành chủ đại nhân, đợi lát nữa ném ra ngăn cản thạch thú. Tên Vũ Tông này là đệ tử đại phái Nam Vực, hắn hiểu Lý Vân Tiêu còn hơn xa người ba vực khác. Tên kia cũng chỉ nhìn Lý Vân Tiêu tại thành viêm vũ phát uy, cũng chỉ cho rằng hắn bằng vào lực lượng trận pháp. Nếu không với tu vị vũ quân dù có nghịch thiên cũng có hạn, tuy sinh lòng kiên kỵ nhưng cũng không sợ hãi. Những đệ tử Nam Vực này thì khác, bọn họ trước khi tới thành viêm vũ trong sư môn cũng đã dặn đi dặn lại nếu gặp được lý vân tiêu ngàn vạn không thể đối địch thực lực của người này tương đương vũ hoàng cho nên tên vũ tông nam vực lập tức lựa chọn trực tiếp bán tên còn lại làm đầu danh trạng tên vũ tông kia nổi trận lôi đình tức giận đến toàn thân gân xanh lộ ra tức rủi bọt mép nói ngươi quá đê tiện chỉ là một tên vũ quân đã dọa ngươi tới mức này thực lực của hắn bày ra dù có nghịch thiên thì có thể thắng được ta và ngươi liên thủ sao tên đệ tử nam vực mang theo vẻ đắc ý ngươi biết cái rắm vội vàng cúi đầu đứng qua một bên giống như hạ nhân của lý vân tiêu bộ dáng vô cùng cung kính lý vân tiêu đạm mạc nói ra rất tốt nếu ngươi quy hàng ta nên có chút thành ý hiện tại ngươi bắt hắn lại ném cho thạch thú ta sẽ tha ngươi tội bất kính vừa rồi cái này chấm 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 vũ tông nam vực trên trán toát ra mồ hôi lạnh với suy nghĩ của hắn lý vân tiêu bắt người này chỉ là chuyện dễ dàng trên thanh lang chiến xa nhỏ như thế, căn bản không có khả năng bảo hắn ra tay. Nhưng bây giờ nhìn thần sắc lạnh lùng của hắn, nếu mình không ra tay, sợ rằng sẽ hỏng bét. Long cong, một đạo kiếm khí bay lên, tên Vũ tông kia đã động thủ đầu tiên, thân ảnh hóa thành hào quang chém thẳng vào đầu Lý Vân Tiêu. Cả thanh lang chiến xa đều rung mạnh, có cảm giác lung lay sắp đổ. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười, trực tiếp đánh ra một quyền bình thường. Bình thản không có gì lạ chính là quyền pháp nhập môn ai cũng biết. Cái gì? Ba người trên chiến xa đồng tử co rút lại, hoảng sợ không thôi. Dùng thân thể đối kháng một kiếm của Tứ Tinh Vũ Tông, cho dù có chiến lực Vũ Hoàng cũng không nên hung hăng càn quấy như thế chứ. Kiếm quang đâm vào quyền ảnh, kiếm khí lại bị tan, trường kiếm chém thẳng xuống phát ra kiếm minh thanh thúy, thậm chí có loại cảm giác không cách nào địch nổi. Chí cường phách thể, bằng vào thân thể cũng đủ chiến với Vũ Tông một trận. Cái gì? Tất cả mọi người đều thất kinh, dường như không tin vào con mắt của mình. Trong mắt Lý Vân Tiêu bắn ra thần thái trang nhã, thân ảnh vọt tới trước mặt đối thủ đang thất thần, một quyền đánh vào lồng ngực đối phương, trực tiếp đánh hắn bay ra khỏi thanh lang chiến xa. Ầm ầm, chiến xa tiến lên phía trước, tên Vũ Tông bị đánh bay ra ngoài nhìn thấy thân ảnh của thạch thú giơ bàn tay to lớn che trời lên cao, trực tiếp nắm lấy tên Vũ Tông này. Chỉ thấy tên Vũ Tông này ở trên không bộc phát hào quang cường đại, như lập tức đã bị bàn tay to lớn của thạch thú bóp nát, chỉ truyền ra tiếng kêu thảm thiết rất nhỏ. Lúc này chiến xa và thạch thú hơi kéo dài khoảng cách ra, bỏ chạy nhanh chóng. Tên Vũ tông còn lại toàn thân đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, trước có Lý Vân Tiêu không địch lại, sau có thạch thú không địch lại, hắn cảm giác mình chỉ có đường chết. Thanh lang chiến xa căn bản không có khả năng ngăn cản thạch thú, đợi lát nữa Lý Vân Tiêu nhất định sẽ đa hắn văng ra, trong nội tâm bắt đầu khẩn trương lên. Quả nhiên khi thạch thú tiến tới gần chiến xa, ánh mắt lý vân tiêu bắt đầu nhìn qua phía hắn vân tiêu đại nhân không nên ném ta ra hắn lui ra phía sau khẩn trương nói ta còn có giá trị lợi dụng ta cho ngươi biết một đại bí mật ta biết rõ trong tu duy sơn một bảo tàng địa đồ ngay trên người của ta ngươi buông ta ra ta cho ngươi xem nhưng ngươi ngàn vạn đừng giết ta à ô ô ô lý vân tiêu lúc này mới thả hắn xuống đất tên cường giả vũ tông nhật về một cái mạng cũng không dám tính toán mưu trí khôn ngoan cái gì nữa vội vàng từ trong nhẫn đưa địa đồ lên nói ta là đệ tử thiên châu môn bản đồ này ta phát hiện trong bản sách cổ của thiên châu môn hẳn là tiền bối trong môn vẽ ra vân tiêu đại nhân người xem đồng tử lý vân tiêu hơi co lại tấm bản đồ này miêu tả cực kỳ tương tự tấm địa đồ của lôi phong thương hội hơn nữa làm cho hắn mừng rỡ là tấm bản đồ này còn lớn hơn tấm mà lôi phong thương hội đưa cho hắn hơn nữa nhìn bút ký phía trên hẳn là trải qua tay của mấy người Đoán chừng là lưu truyền về sau, tiền bối trong Thiên Châu môn không ngừng hoàn thiện nó. Tập này kết thúc ở đây nha. Sau đây là chuyên mục quảng cáo, các bạn xem và click vào quảng cáo ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn các bạn